xe đẹp lại về anh chị nha. Kia Sportage 2022, biển số thành phố Hồ Chí Minh, mang nước sơn màu nâu ạ, mới chạy có 4.000 thôi. Xe này đăng ký lúc tháng 8 2022 anh chị nha. Chạy ít và chủ xe dùng kỹ nên chất xe không khác gì xe mới cả. Mới chạy 4.000 thôi, đơn riêng nguyên xe ạ. Bản này là bản 1.6 turbo, bản cao cấp nhất anh chị nha. Trang bị đầy đủ tiện ích rồi. Mà tiện ích xe này kể ra thì cũng sẽ rất là nhiều. Thì máy 1.6 turbo thì sẽ đi kèm với lại hộp số tự động liên hợp kép 7 cấp, cho khả năng tăng tốc cũng như là sang số rất là nhanh. Anh chị nào mà quan tâm đến Sportage thì sẽ tìm hiểu thông tin này, thì sẽ biết xe này chạy cực kỳ sướng luôn chị nhé. Hộp số liên hợp kép là thường sử dụng cho những dòng xe của châu Âu, chạy rất là phấn khích luôn, rất là êm, chuyển số rất là êm. Sportage thì trang bị đầy đủ tiện ích, có lò hạt mancadon, nghe nhạc cực thích luôn ạ. Các chị nào quan tâm đến Sportage thì liên hệ em nhé, em Duy 0908 779 773, liên hệ em hỗ trợ tối đa, giao xe miễn phí tận nhà anh chị nhé. Xe bên em bán thì cam kết là không bao giờ làm xe lỗi rồi, nên các chị khi mà mua xe bên em hoàn toàn yên tâm, đồng hồ km bên em cũng không quay tua lại ạ. Em giới thiệu nhanh đến các chị Sportage 2022, các chị nào quan tâm liên hệ em nhé. Em Duy, em xin cảm ơn và chào tạm biệt ạ.